Chừng nào? À 99 các bạn, 99 99 và không đặt được đúng không các bạn? Đấy. Mình sẽ lấy cái bếp bên này mình đặt nốt bên đây. Thế ok các bạn nha, đấy đặt thử nha các bạn nha. Sau đây mình sẽ làm cho các bạn xem.
là thời gian đến là không đủ để chín được cái quả trứng này rồi các bạn. Không thế nó sôi được vào trong này. Ta phải lâu lắm rồi, hơn là tiếng 40 phút rồi. Thì tắt đi. Đây quả dưa hấu nhũn nhồn rồi này. Đây, wow, trứng đen có đỏ luôn, có đẹp. Úi giời ơi. Chín các bạn. Sờ tinh của mình nhá. Trứng nộp sờ tinh các bạn ạ, trong quả dưa hấu á. Gì á, ngọt ngọt á. Ngọt ngọt thơm thơm các bạn. Chín các bạn ạ. Bạn ăn kiểu gì á, nó ngọt 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 ngọt. Thêm màu đỏ nhỉ không? Các bạn thấy clip của mình hay cho mình một like, một đăng ký kênh, một kênh mình phát triển thời gian tới các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.